Ngựa giao ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân chốt lịch lên sóng, sắp phá đảo Weibo. Sau bao ngày chờ đợi thì người hâm mộ cũng sắp được chứng kiến màn phát cạo lương của cặp đôi được mong chờ nhất năm 2022. Trong thời gian tới, Mọt Phim Trung sẽ được thưởng thức rất nhiều bộ phim truyền hình hấp dẫn của ba nhà đài Youku, Tencent Video và Equizy. Khán giả sẽ gặp lại nhiều diễn viên tên tuổi như Dương Mịch, Triệu Đệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân. Đây chắc chắn là cuộc đua rating vô cùng khốc liệt khi hàng loạt dự án trọng điểm được ấn định lên sóng trong tháng 3. Nhiều bộ phim truyền hình khán giả chờ đợi từ lâu nay đã có lịch lên sóng khiến người xem vô cùng háo hức. Trong đó, Ngựa Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, sẽ bắt đầu lên sóng trên Youku vào tuần sau ngày 17 tháng 3. Bộ phim Ngựa Giao Ký do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính chưa ra mắt nhưng đã có gần 1 tỷ lượt đăng ký xem trước và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là con số đáng nể với một dự án phim truyền hình Hoa ngữ. Ngựa Giao Ký đã làm được điều mà rất nhiều ekip mong ước có được. Ngựa Giao Ký kể về câu chuyện tình yêu của giao nhân người cá Trường Ý và nữ ngự yêu sư, người có khả năng thuần phục yêu quái Kỷ Vân Hòa. Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ. Công chúa giao cho ngự yêu cốc là nơi nội chính làm việc, yêu cầu ngự yêu cốc phải thuần phục giao nhân, bắt giao nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện. Trường Ý bị nhốt ở ngự yêu cốc, ngày ngày bị tra tấn, dùng khổ hình khắc nghiệt. Khi bị giam trong cốc chịu đủ mọi khổ hình thì chỉ có duy nhất nữ chính Kỷ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc bôi thuốc cho mình. Từ đó trong trái tim Trường Ý chỉ có một mình Kỷ Vân Hòa. Sau này khi biến cố xảy ra, Trường Ý cũng vì muốn cứu Kỷ Vân Hòa mà chặt đi đuôi cá của mình để biến thành đôi chân của loài người. Nữ chính Kỷ Vân Hòa là cô gái khao khát tự do, không muốn tranh đoạt. Đối với cô ấy, ngự yêu cốc chính là nhà tù giam hãm mình. Vì vậy, cô ấy rất đồng cảm với nam chính Trường Ý, muốn giúp nam chính thoát khỏi chốn địa ngục, trở về với biển cả tự do. Sau này, vì muốn giúp Trường Ý thoát khỏi xiềng xích trói buộc mà bày mưu tính kế lừa gạt Trường Ý, nói với chàng rằng tất cả tình cảm của nàng dành cho Trường Ý từ đầu đến cuối chỉ là giả, khiến cho Trường Ý tuyệt vọng rời đi. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực, chỉ đợi ngày hồn phi phách tán. Trong Ngựa Giao Ký, tạo hình của hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba được người xem đánh giá cao. Được biết, phần phục trang tạo hình do Trần Đồng Huân phụ trách. Người này đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như Chân Hoàng Truyện, Trần Tình Lệnh, Yêu Miêu Truyện. Theo diễn biến mới nhất, trên Weibo vừa mới đăng tải một video hậu trường của Ngựa Giao Ký được tung ra, cho thấy tương tác siêu dễ thương giữa hai diễn viên chính. Trong lúc đứng chờ set up bối cảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đã cùng trò chuyện, thậm chí ngôi sao Châu Sinh Như Cố còn dùng động tác để mô tả cho đối phương hiểu. Địch Lệ Nhiệt Ba rõ hơn về phân cảnh tiếp theo họ sẽ diễn cùng nhau. Trong những phân cảnh được tung ra trong hậu trường có sự xuất hiện của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba, đông đảo khán giả không kìm lòng nổi, thậm chí nhiều người bày tỏ sự phấn khích trước những màn tương tác đáng yêu của cặp đôi. Dù chỉ mới cầm tay hay nhìn vào mắt đối phương cũng đủ làm người xem tan chảy, liên tục hối thúc phim sớm lên sóng. Nhìn nụ cười cùng với sự thoải mái khi tương tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân, mong rằng câu chuyện của ngự linh sư Kỷ Vân Hòa và giao nhân Trường Ý cũng sẽ được tái hiện thành công trên màn ảnh nhỏ. Rất nhiều cư dân mạng liên tục hối thúc phim sớm lên sóng. Tôi mong ngóng từng ngày để được gặp ngự linh sư Kỷ Vân Hòa và giao nhân Trường Ý. Nay Luân tỷ cười đẹp gái giữ ta, tương tác đáng yêu quá, khi nào lên sóng đây? Có khi nào phim sắp chiếu không ta, ekip nhá hàng trước đó mọi người ơi.